Chào mừng các bạn đã quay trở lại với MA Channel. Mình là Hùng Review đây. Và đây là một trong những con điện thoại mà anh em đã yêu cầu mình review cực nhiều. Redmi Note 12 Pro. Em này thì quá nổi tiếng ở nhà Xiaomi vì nó được mới được ra mắt này, cũng như có cấu hình, option và những gì trang bị trên em Redmi Note 12 Pro này phải gọi là cực thơm các bạn ạ. Từ thiết kế mới này, từ màn hình 120Hz này, rồi từ hiệu năng của con chip Dimensity mới này, và cũng như rất nhiều thứ mới được trang bị trên con em chip này. Và mức giá của nó thì mình thấy rằng cũng rất rẻ, chỉ loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 6 củ khoai. Nhưng mà em này có thật sự đáng mua hay là không? Thì ok, ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu về Redmi Note 12 Pro nhá. Ok, trước khi bắt đầu video này thì mình rất cảm ơn cửa hàng điện thoại giá rẻ và Mobile City đã cho mình mượn cái sản phẩm Redmi Note 12 Pro để làm video cho anh em. Anh em nào quan tâm về sản phẩm này thì được link mình sẽ để ngay phần mô tả và bình luận của video này nhé. Sản phẩm này thì đang có một cái mức giá mình thấy rằng chưa phải là tốt lắm, 6,4 triệu ở trên Shopee, và đây là thời điểm đầu thôi. Mình nghĩ rằng trong tương lai thì cái sản phẩm này nó sẽ xuống mức giá khoảng tầm loanh quanh trên dưới 5 triệu. Rồi, còn bây giờ hãy đi vào nội dung chính. Cái hộp của Redmi Note 12 Pro ấy, thì mình thấy rằng là thiết kế y chang những chiếc hộp của phiên bản Global, chẳng khác gì luôn. Các bạn sẽ có Redmi Note 12 Pro này, ở phần mặt sau là logo khủng long của Redmi rất là cute. Và ở phía trong của con Redmi Note 12 Pro ấy, thì cái bộ phụ kiện này nó gọi là quốc dân của Xiaomi rồi. Một là cái ốp lưng này, lần này vẫn là ốp lưng silicone trong thôi, không có gì đặc biệt lắm. Các bạn sẽ có một tập sách hướng dẫn sử dụng này. Và cũng như là với Redmi Note 12 Pro thì các bạn sẽ có bên trong này là một cái combo củ và cáp sạc 67W. Tức là nó tương tự với những dòng sản phẩm tầm trung khác của nhà Xiaomi trong phân khúc giá. Còn bây giờ hãy đến với Redmi Note 12 Pro. Và đây là những điểm mà mình cực thích ở trên em nó. Điểm đầu tiên mình thích đó chính là thiết kế của em Redmi Note 12 Pro này. Nó có một khả năng hoàn thiện rất là tốt ở trong phân khúc các bạn ạ. Ví dụ như là cái phần mặt lưng của nó sẽ là phần mặt lưng được làm từ chất liệu kính nhám nha các bạn. Cái mặt lưng này được làm từ chất liệu kính nhám này, nó cũng sẽ cho chúng ta một cảm giác cầm nắm sướng hơn. Tuy nhiên với cái phần mặt lưng này thì với phiên bản màu xanh mình đã có ở đây, mặc dù nó là nhám nhá, nhưng mà nó vẫn để lại một vài cái vết vân tay mồ hôi ở trên cái phần mặt lưng này. Nói chung thì Xiaomi cần xử lý và tăng cái độ nhám của mặt lưng để hạn chế chống vân tay một cách tốt nhất, thì như vậy nó sẽ phát huy được cái tác dụng của mặt lưng nhám. Phần khung viền thì sẽ thiết kế theo kiểu là khung viền vuông đúng chuẩn trend trong năm nay, có cảm biến vân tay nằm ở phần cạnh viền. Cái này Xiaomi gọi là thâm niên trong nghề rồi. Và cũng như ở phía trên thì em này sẽ được trang bị đầy đủ, ví dụ như là jack cắm tai nghe, rồi chúng ta sẽ có hệ thống loa kép, các bạn sẽ có mic và điều khiển hồng ngoại ở đây. Phần bên dưới thì các bạn sẽ có khai sim, và em này sẽ hỗ trợ hai sim nha các bạn. Tuy nhiên ấy thì với chiếc máy này thì nó sẽ không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng, có mic này, có cổng sạc Type-C và loa kép như mình đã nói. Nói chung là về cảm giác cầm nắm ấy, thì với em Redmi Note 12 Pro thì mình thấy rằng là nó cũng ở mức là ổn. Tuy nhiên thì cái phần G này, đặc biệt là cái phần mép màn hình ở cái khúc dưới này, mình thấy rằng nó sẽ hơi cấn tay, khi mà cầm vào thì cảm giác nó có một cái độ rát đấy các bạn ạ. Chắc là do cái phần tiếp giáp ở cái phần khung và cái phần mặt kính này nó vẫn có một cái độ hở, và khi mình nó chà vào tay thì nó không được sướng lắm. Và một điểm nữa là cụm camera của Redmi Note 12 Pro thì mình thấy rằng là làm thiết kế khá là đẹp. Các bạn sẽ có camera chính đó là 50 chấm, các bạn sẽ có camera ultra wide đó là 8 chấm, và các bạn sẽ có camera 2 chấm macro. Và một điều mà mình thực sự bất ngờ về cụm camera này đó là camera chính của con này 50 chấm, nhưng mà không phải là 50 chấm lỏ giống như là những dòng điện thoại khác ở trong tầm giá từ 3 đến là 6-7 triệu mà đang được bán tại Việt Nam. Mà với camera 50 chấm này thì nó sẽ dùng cảm biến là IMX766. Tức là các bạn có thể biết rằng là nó sẽ là một cái cảm biến rất xịn sò mà chỉ được trang bị trên những dòng điện thoại có phân khúc giá gấp 2 thậm chí gấp 4 lần tiền trở lên của cái sản phẩm này. Thì mình thấy rằng đây là một cái sự bất ngờ rất rất lớn. Và đương nhiên là với cảm biến xịn sò như vậy thì cái tính năng chống rung quang học này và cái chất lượng chụp ảnh của nó thì một chút nữa mình sẽ show cho các bạn xem. Còn bây giờ hãy đến với phần màn hình để xem là Redmi Note 12 Pro thì chúng ta sẽ có được những trải nghiệm như thế nào về cái phần màn hình này nhá. Mình có thể khẳng định luôn, đây là một trong những cái màn hình có khả năng hiển thị ấn tượng nhất trong tầm giá mà các bạn có thể tìm thấy được. Các bạn sẽ có tấm nền là OLED, độ phân giải của nó sẽ là Full HD Plus, nó có 1 tỷ màu, nó có 120Hz, độ sáng của nó sẽ là 900 nit. Nói về cái phần độ sáng thì thật sự là mình không tin lắm về cái phần độ sáng của nhà Xiaomi, vì cơ bản là 900 nit của Xiaomi thì khi mà chúng ta sử dụng thực tế nó chỉ rơi vào tầm là 600 đến 700 nit mà thôi. Nhưng mà như vậy cũng đã đủ dùng rồi. Mà quan trọng nhất, trong tầm giá các bạn hãy nhìn cái phần viền màn hình của nó đi, nó rất mỏng, đều, đẹp.
và khả năng hiển thị màu sắc của em Redmi Note 12 Pro này thì phải gọi là quá ngon. Về cái phần camera selfie đục lỗ thì các bạn sẽ có cảm biến chính là 16 chấm. Một chút nữa thì mình sẽ đánh giá về phần camera sau. Nói về yếu tố phần mềm, với con Redmi Note 12 Pro này thì có một điều hơi đáng tiếc. Mình đã cài cái phần mềm mà anh em hay sử dụng nó để đổi sang tiếng Việt ở một vài dòng máy sách tay. Trước đây ví dụ như con K40S, những con điện thoại Xiaomi sách tay dòng K đấy các bạn, thì các bạn có thể là cài được gần như full tiếng Việt. Và kể cả cái phần setting này chúng ta vẫn có tiếng Việt. Tuy nhiên thì lần này mình cài ấy, thì nó lại không được tiếng Việt các bạn ạ. Chỉ có một vài cái app mà những cái app mà bên thứ ba ấy thì chúng ta mới có tiếng Việt thôi. Và lâu lâu nó lại còn bị gọi là sao nhỉ, nó bị mất cái tiếng Việt đi. Nói chung là với em này thì cái phần mềm đó nó đang có một vấn đề nhẹ. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể cài được cái trọn bộ Google Play ở đây. Nó có thể cài được YouTube này, có thể cài được Map và tất cả mọi thứ đều dùng rất là ngon trên em này. Và với cái phiên bản phần mềm nội địa mà mình đang có ở đây thì nó đã được update lên cái phiên bản là MIUI 13.0.6. Nói chung cũng là một cái trong những cái phiên bản mới nhất rồi. Tuy nhiên thì nó chỉ dừng lại ở phiên bản Android 12 thôi và nó chưa lên được cái phiên bản Android 13 nha các bạn. Với hệ điều hành của nhà Xiaomi ấy, thì mình thấy rằng tùy biến sâu này, những cái giao diện chuyển cảnh, những cái giao diện trải nghiệm sử dụng của nó cũng rất là ổn. Tuy nhiên những cái tính năng, những cái lỗi vặt thì nó vẫn còn tồn tại trên chiếc máy này. Ví dụ như là với những dòng máy nội địa, khi mà chúng ta cài những cái app bên thứ ba không chính chủ như thế này thì nó sẽ bị có thể là trễ thông báo và thậm chí trễ nhiều hơn so với phiên bản quốc tế nhá. Rồi, hãy đến với cái phần hiệu năng thì đây mới chính là điểm mà nhiều anh em quan tâm nhất. Các bạn sẽ được trang bị con chip là Dimensity 1080. Và với con chip Dimensity 1080 đang có trên chiếc máy này thì bạn sẽ đi kèm với rất nhiều option cấu hình từ 6128 cho max ping là 12256 và bộ nhớ của nó sẽ sử dụng công nghệ là UFS 2.2. Và với con Dimensity 1080 này thì mình thấy rằng hiệu năng của nó đang xem với con chip Snapdragon 778G và loanh quanh gần bằng con chip Snapdragon 855. Thế nên là trong tầm giá 6 củ khoai thì mình thấy rằng là với con máy này cái hiệu năng của nó cũng chưa phải gọi là mắc pinh nhất. Vì cơ bản trong tầm giá 6 triệu các bạn có thể mua được con Redmi Note 11T Pro, các bạn thấy không? Với con chip Dimensity 8100 thì nó sẽ vượt bậc hơn hẳn. Tuy nhiên thì với cấu hình này thì nó sẽ cân bằng lại được những cái yếu tố khác mà chút nữa mình sẽ chia sẻ sau. Và với cái điểm số này thì mình cũng đã có test qua cái phần hiệu năng cũng như test qua cái trải nghiệm sử dụng trên em Redmi Note 12 Pro thì mình thấy rằng tất cả những cái trải nghiệm sử dụng của mình đều rất mượt mà, load app nhanh và thậm chí là những cái hiệu ứng chuyển cảnh nó còn mượt hơn rất nhiều so với những chiếc máy Xiaomi chạy con chip đến từ nhà Snapdragon như là 778G. Các bạn thấy không? Dimensity năm nay này. Ui, các bạn thấy những cái hiệu ứng chuyển cảnh của nó này. Đây, mình sẽ slow motion lại cho các bạn thấy được cái độ mượt của nó như thế nào nhé. Đây, đó này, bắt đầu mình sẽ vào app này, chuyển app này. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là mượt luôn ấy. Và gần như là Dimensity và với phiên bản ROM nội địa của nó tối hóa rất tốt cho con chip này. Có chăng á là mình hy vọng rằng với những tựa game quốc tế, ví dụ như là Liên Quân này, Genshin Impact này, PUBG Mobile thì sẽ được tối ưu. Tại vì hiện tại mình thấy rằng chơi game nó vẫn có một chút vấn đề. Nhưng mà cái mà mình thích nhất ở trên con chip này đó là khi mà mình chấm điểm hiệu năng ấy thì cái nhiệt độ của nó không phải là quá nóng. Nó chỉ loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 40 độ khi mà mình test game hoặc là sử dụng những tác vụ mà thôi. Rồi, còn bây giờ thì hãy đến với cái phần mà mình thích nhất trên con Redmi Note 12 Pro này, đó chính là phần camera. Thì đây là camera mà mình đã test trên Redmi Note 12 Pro. Quả thật với cảm biến flagship IMX766 thì cái chất lượng, cái chi tiết và khả năng chụp ảnh của nó quá tốt các bạn ạ. Rồi, một tấm ảnh mà mình chụp ảnh, bức ảnh bông hoa màu tím này, các bạn thấy không? Khả năng tách bạch, chi tiết này, xóa phông này, trời đất ơi, nó quá ngon luôn ấy. Và thực sự trong tầm giá 6 triệu các bạn sẽ không thể và không bao giờ có thể tìm thấy được một chiếc điện thoại nào có khả năng chụp ảnh tốt đến như vậy. Đây, một vài tấm ảnh khác mình cũng chụp ảnh cái bông hoa màu tím. Các bạn thấy màu sắc này, nó quá rực và nhìn nó rất là đẹp. Và đây là một vài tấm ảnh mình chụp ở góc rộng và góc thường. Với camera góc thường của nó thì quá ngon rồi, chi tiết khi mà zoom vào này, quá ngon luôn các bạn ạ. Bầu trời làm rất là xanh, nhìn rất là trong đẹp. Cái bức ảnh này mình chụp khoảng tầm là 9 giờ sáng hơn. Và đây là một tấm ảnh chụp ảnh góc rộng này. Với góc rộng thì mình thấy rằng nó sẽ hơi thu thiệt hơn so với góc thường. Tuy nhiên lần này Xiaomi đã cân màu nhìn nó ổn hơn và nó không có bị lệch quá nhiều so với lại cái tấm ảnh góc 1x. Nên là mình thấy rằng cũng ổn áp. Và trong tầm giá thì camera của nó cũng chỉ được như vậy thôi. Còn đây là tấm ảnh chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Ui, mình phải nói là bất ngờ luôn đấy các bạn. Đấy, màu chi tiết này, đặc biệt là chi tiết phần tán lá này, nó vẫn giữ lại một cách cực kỳ ngon. Và thêm một cái AI, nó đẩy cái bóng đèn lên có cái hình họa tiết như kiểu là lóe sáng đấy các bạn. Nhìn càng đẹp hơn, nó càng ảo. Tuy nhiên thì với những cái họa tiết như thế này thì nhìn nó không được thật lắm. Còn đến với một tấm ảnh khác mà mình cũng chụp trên con Xiaomi Redmi Note 12 Pro, đó là tấm ảnh hoàng hôn, các bạn thấy không? Đó, màu bắt đầu mặt trời gần chiếu xuống này, bắt đầu những cái ánh sáng vàng chóe lên. Nói chung là tấm ảnh chụp ảnh hoàng hôn này khá là ok. Còn đến với cái điều kiện là chụp ảnh selfie, mình có
chụp 2 tấm thôi mà mình đã thấy rằng là selfie của nó ngon rồi. Đây là chụp ảnh selfie trong điều kiện đủ sáng và thuận sáng nha các bạn. Chi tiết lên này, màu sắc này, khả năng làm đẹp này, các bạn thấy là cái chi tiết phần mặt này quá ngon luôn và nó làm nổi bật chủ thể luôn các bạn. Còn với chụp ảnh ngược sáng, các bạn thấy phía sau là mặt trời này thì nó vẫn hơi bị cháy nhẹ một chút xíu, nhưng mà thực sự chiếc máy nào chụp ảnh selfie thì nó cũng vậy. Được cái là cái phần mặt của mình thì vẫn có thể nhìn rõ, không hề bị quá tối, chi tiết vẫn ngon, vẫn có thể thấy được những cái lỗ chân lông ở trên mặt của mình. Phần camera thì con Redmi Note 12 Pro này best thật sự. Và em này thì vẫn có khả năng chống rung quang học và khả năng quay video là 4K 30fps, tuy nhiên thì mình chưa có nhiều thời gian trải nghiệm nên là hẹn anh em ở video sau nhé. Nhưng mà nhìn chung là chất lượng tốt phết đấy. Ok, còn bây giờ thì hãy đến với lại cái phần là pin. Em này thì sẽ có viên pin là 5000mAh thì nó cũng tương đồng so với những dòng sản phẩm đang có trong phân khúc. Và các bạn cũng sẽ có công nghệ sạc lên đến là 67W thì nó cũng tương đương với lại con Poco X4 Pro. Rồi, tổng kết lại thì với con Xiaomi Redmi Note 12 Pro này thì mình thực sự ấn tượng ở 3 điểm. Thứ nhất là thiết kế của nó đẹp, sang trọng. Thứ hai là camera của nó với cảm biến IMX766 thì không ngờ tới luôn. Và thứ ba là cái màn hình của nó khả năng hiển thị rất và cũng như một cái hiệu năng cực kỳ ngon. Ok, anh em nghĩ sao về con Redmi Note 12 Pro này? Đừng quên để lại cho mình ý kiến nhận xét nhé. Và với tầm giá 6 củ khoai, lựa chọn Redmi Note 11 T Pro để có hiệu năng hay là kiếm một chiếc điện thoại cân bằng hơn, đây sẽ là lựa chọn đến từ anh em. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye.